Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Quý vị biết là hôm nay chúng ta cũng gần tới Tết này, cho nên có nhiều người hỏi thì cách cúng giao thừa trong Phật giáo. Quý vị thì ở trong Phật giáo, trong kinh Phật không có nghi thức cúng giao thừa, mà cúng giao thừa đó thì liên quan đến cái truyền thống của Á Đông. Tại vì đây là Tết Nguyên Đán, cho nên bây giờ mình xài hai cái dạng lịch. Một là dạng lịch dương, thì gọi là dương lịch, nghĩa là mặt trời. Còn dạng thứ hai là âm lịch, tức là cái mặt trăng, tức là xếp theo cái vòng quay của mặt trời và mặt trăng. Cái mặt trăng thì nó như là một cái hành tinh, một cái vệ tinh nó bay quanh cái trái đất của mình, và trái đất như là một hành tinh nó quay quanh mặt trời. Cho nên đó quý vị, một cái gì tinh tú mà nó chuyển động thì người ta gọi là hành là đi. Như vậy thì người ta tính theo cái lịch ngày và đêm. Thì phương Tây ta tính bằng cái lịch mặt trời, xét theo cái sự mà di chuyển của mặt trời. Còn mà phương Đông mình xét theo cái sự di chuyển của mặt trăng. Cho nên là theo dần nhật nguyệt, và có lịch âm và lịch dương. Thì lịch dương cũng 12 tháng, lịch âm cũng 12 tháng. Nhưng mà lịch âm thì 3 năm có một tháng thứ 13, tức là gọi là nhuần. Tại một năm chỉ có 12 tháng thôi. Nhưng mà bây giờ mình lên tới 13 tháng rồi thì 2 tháng nó giống nhau, gọi là nhuần là lặp đi, lặp lại. Ví dụ như năm sau thì chúng ta nhuần 2 cái tháng 2. Và Tết chúng ta có 2 cái Tết. Tết dương lịch, tức là cuối tháng 12, cuối tháng 12 của dương lịch, và Tết âm lịch là cuối tháng 12 của âm lịch. Tháng 12 của dương lịch đó, thì thường người ta tính ở trên thế giới, ta tính chung mà với nhau. Còn cái tháng của âm lịch đó, thì gọi là Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán đây là Tết cổ truyền, được truyền từ ông bà của mình xa xưa lắm, cũng không ai biết rõ nguồn gốc 100%. Chỉ có những cái câu chuyện ghi lại thôi, chứ còn nói mà nguồn gốc chính xác luôn 100% thì chắc là không ai biết được là Tết Nguyên Đán của mình. Ghi thì ghi vậy thôi, chứ cũng không ai biết được 100% là xuất phát từ năm nào, và ai đặt ra Tết Nguyên Đán. Biết là cái truyền thống của dân tộc mình từ xưa đến nay thì có cái Tết Nguyên Đán là cuối tháng 12, người ta gọi là cái tháng chạp, tiếng Hán thì còn gọi là lạp, tháng chạp, lạp, gọi là cái tháng 12, người ta gọi là năm cùng tháng tận, có nghĩa là cuối năm và cuối tháng. Thì giữa cái tháng 12, nếu mà ở cái nơi có bốn mùa, bốn mùa nó tương ứng với cái bốn cái quý. Quý 1, quý 2, quý 3, quý 4, ta đi làm việc ta tính một quý. Còn cái mùa thì có mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Thì một mùa như vậy thời tiết nó sẽ thay đổi do cái trái đất quay xung quanh mặt trời, nó gần với xa cái mặt trời mà tạo nên những cái mùa tiết thay đổi khác nhau ở trên trái đất của mình. Như vậy thì cuối tháng chạp, tức là cuối cái mùa đông, thì đầu cái năm mới là cái mùa xuân. Đầu năm mới là mùa xuân. Ví dụ như mùng 1 tháng giêng, tháng 1 của âm lịch thì người ta gọi là tháng giêng, gọi là nguyên tiêu. Như vậy thì đầu của cái tháng 1, nhất là ngày 1 tháng 1 thì ngày đó là ngày vía Đức Phật Di Lặc. Cho nên người ta cái ngày 1 tháng 1 vía Đức Phật, cho nên người ta gọi là Xuân Di Lặc. Xuân nào cũng Xuân Di Lặc hết, tại vì ngày 1 tháng 1 ngày vía của ngày. Nên ngày vía của ngày thường hay là người ta sẽ lập đàn dược sư để cầu an. Nên là cái ngày đó là khai tư kinh dược sư để cầu an luôn tháng giêng luôn. Như vậy thì
giữa cái tháng 12 của tiết mùa đông chuyển sang mùa xuân, thì thời tiết đông á thì cây cối nó lạnh quá, anh chịu không nổi. Thu á thì cây nó lá vàng nó rơi hết. Còn đông á thì có nơi tiết phủ giá lạnh giá băng. Cho nên cái mùa xuân đến á thì bắt đầu ấm áp. Cái hương xuân mà ấm áp, gió thổi mình cảm thấy là nắng lên ấm, giống hệt như là mình lạnh mà mình đắp được cái chăn vậy đó. Cho nên nó giữa giao cái mùa đông và cái mùa xuân của cái ngày âm lịch đó, thì đó là chuyển sang một cái năm mới, chuyển sang một cái năm mới. Như vậy thì năm mới nó đến á, chuyển sang thì giữa cái đông tàn, giữa cái huy hoàng của ngày xuân và giữa cái đông tàn của mùa đông. Cho nên có cái thời điểm nó giao nhau. Nó giao nhau tức là cái mốc để mà giao nhau giữa cái quý 4 với quý 1, giữa cái là mùa đông và mùa xuân. Nó giao nhau cho nên đó thì người ta mới gọi là giao thời. Giao thời có nghĩa là nó giao nhau về mặt cái thời gian á. Nhưng mà tiếng Việt của mình đó đọc thời 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 thành thừa, gọi là giao thừa. Cho nên đó là giao thừa ngày xưa đó, nhớ đó, thầy còn nhỏ đó, thì ở quê thầy giao thừa lúc đó là nước mình còn đốt pháo. Cho nên đó, nhà nào cũng chuẩn bị vài phong pháo, nghèo nghèo pháo chuột, khá khá thì pháo tiểu, còn giàu giàu nữa người ta xài pháo chung, còn giàu nữa người ta xài pháo đại, viên pháo đại nào lớn lớn to đùng nè, đốt viên nổ ngay cái rầm cái đó. Ai đứng gần đó là tét da chảy máu luôn á, nghĩa là pháo đại lớn vậy. Nên người ta nổ cái đùng 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 thấy ghê lắm. Tới mà đúng 12 giờ tức là giờ Tý á thì là giao thời, tức là giao thừa, bắt đầu nổ rộ hết, nhà này đốt pháo, nhà kia đốt pháo, nhà nọ đốt pháo, nghe cả một cái vùng trời toàn là tiếng pháo. Người ta mới đi chúc tụng với nhau ngày xưa. Nhưng bây giờ thì nước mình không có đốt pháo nữa, mà người ta đốt pháo bông xẹt xẹt xẹt, rồi người ta bắt cái băng á, có thu tiếng pháo á, có nổ cũng rầm 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 rầm, không phải pháo thiệt. Thì người ta cũng đón cái giao thừa là giao thời. Nhưng mà đặc biệt á thì cái giao thừa đó là người ta bắt đầu cúng, cái gì cúng giao thừa để mà người ta cầu phước. Nên á cái đêm giao thừa á thì là đêm giao thời đó, người ta còn gọi là đêm trừ tịch, tĩnh mịch, tịch á là một cái bóng tối, một cái đêm trường bóng tối. Trừ tịch tức là trừ tà sát quỷ, khử yêu ma, khử tà ma quỷ mị, khử cái xui xẻo, khử những cái là không có tốt, những cái xấu ra khỏi nhà của mình để đón một cái năm mới, đón một mấy mùa xuân mới, đón những cái sự an vui phúc lạc mới đến với gia đình của mình. Cho nên lúc đó đó người ta sẽ có một cái buổi lễ gọi là lễ cúng giao thời. Giao thời tức là người ta cúng giao thừa đó, tức là một cái buổi lễ cúng giao thừa, và người ta rất là trịnh trọng để cúng thành kính, cúng thường là cúng giao thừa đó, cúng với hai cái mâm, một cái mâm thì ở trong nhà và một cái mâm ở ngoài trời. Theo dân gian thì nó là có 12 cái vị thần đi trong đêm đó đó, gọi là thần hành khiến, tức là một cái vị thần mà luôn luôn lúc nào cũng trực giảng đông tây nam bắc, giống như là địa chi có 12 vị thập vị thần, thập vị thần tướng đi tất cả các nơi du thần để giúp đỡ mọi người, cũng như là người nào hiền hậu dễ thương đó giúp
Còn người nào mà ngang ngạnh quá thì cũng là được răn dạy, răn đe. Cho nên người ta cúng giao thời ở trong dân gian á quý vị, là người ta tắm rội sạch sẽ, người ta còn khử nữa nha, người ta khử rượu á. Dưới quê á thì người ta không dùng dầu thơm, người ta dùng rượu, người ta súc miệng mình á, đường gian giái làm súc miệng cho sạch, ngoài đánh răng kem rồi Listerine rồi súc miệng rồi á, nhưng mà người ta còn là khử bằng rượu nữa. Cho nên á, rượu quá coi vậy chứ là khử hay lắm nha. Cái nơi nào mà hôi, nhất là ở cái nơi có xác thối rồi đó, người ta phun rượu, ta phun rượu vòng vòng vòng, ta khử, người ta bán cái mùi đó đi. Nên rượu cũng là cái chất mà sát trùng, và cái chất á, mà để khử đi. Nếu rượu á, mà không uống xỉn á, thì rượu là một chất thuốc rất là tốt. Cho nên á, mỗi khi á, các cái kinh mạch của mình á, nó không thông á, nhất là như bệnh thần kinh tọa hoặc là bệnh tê nhức mỏi đó, thì có những bài thuốc ta dùng tới rượu, để rượu nó dẫn vào các kinh mạch mình nhanh hơn, và làm máu mình á là nó loãng đi, nó không còn đông đặc để mà đau mà nhức nữa. Cho nên á, rượu ở một góc độ về y học á, rượu là một cái chất mà có trị nhiều cái chứng bệnh khác nhau. Ví dụ như á, trẻ em mà hay trúng gió rồi đó thì người ta tắm bằng rượu, có nghĩa là người ta trộn rượu vô trong nước ấm, ta tắm trẻ em để chống lại cái độc ở bên ngoài. Nên rượu có khả năng là khử ô uế, khử tà, vân vân. Cho nên ông bà mình thường hay là xài rượu, trong đó có rượu lễ, rượu khử ô uế, rượu tắm gội, vân vân. Cho nên quý vị là một cái đầu năm mới thì thường hay người ta khấn là người ta khấn cái ngày Di Lặc trước tiên. Cho nên là cái đêm giao thời chỉ cần qua 12 giờ một giây thôi là cái ngày đó là cái ngày mà vía Đức Di Lặc, vía Bồ Tát Di Lặc, hoặc là gọi là vía Đức Phật Di Lặc. Cho nên là cái ngày đó qua thôi giây thôi, nên ta nguyện Nam Mô Đương Lai Hải Sanh Di Lặc Tôn Phật, tức là ngài sanh ra ở trong tương lai chứ không phải là sanh ra ở dưới cõi Ta Bà này. Và trong quan niệm dân gian á thì trong 36 cái tầng trời á thì có 36 cái vị chủ hành binh đi khắp thế gian này để xem xét coi ai ăn ở hiền lương hoặc giả là ăn ở hung ác đâu có gì. Cho nên khi mà người ta cúng giao thời đó là cúng giao thừa đó, thì người ta cúng hai cái mâm, mâm ở trong nhà và mâm ở ngoài sân. Trong nhà thì ta cúng gia tiên, tức là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, thì gọi là củ quyền thất tổ. Có nhiều người nói là củ quyền thất tổ, củ là chính, thất là bảy, ta nói là chính quyền và ông bảy, bảy ông tổ. Cái đó là người ta nghĩ vậy thôi, chứ thật ra củ quyền thất tổ chỉ củ là đại diện cho cái binh nữ, tức là âm. Còn thất là đại diện cho cực dương, là nam. Cho nên củ quyền thất tổ là ông bà nhiều đời nhiều kiếp, đại diện cho nam và nữ, tức là hai bên, bên nam và bên nữ. Cho nên đó gọi là củ quyền thất tổ, chứ không phải là củ chỉ có là chín cái cấp. Và tổ là bảy cái vị tổ để khai sáng ra các ngành nghề thế gian, là không phải. Củ quyền thất tổ nói là ông bà nhiều đời nhiều kiếp của mình, mà trong đó là bên nam và bên nữ có hai bên. Nên ở trong nhà mình cúng củ quyền thất tổ. Thường thường ta cúng củ quyền là ta có, ví dụ như ta dùng 4 ly nước, 4 chén cơm vậy đó, vân vân, hoặc là nhiều hơn thì ta nói là hai họ cha, hai họ mẹ, ta nhân lên thành 4, đó cũng là quan niệm của dân gian thôi. Còn cúng ở ngoài sân là cúng thổ địa, cúng thổ thần, cúng thành hoàng bổn cảnh, cúng các cái vị chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, vân vân. Cho nên cúng ngoài sân, cúng ngoài sân
thì cúng các cái vị đó ở ngoài sân. Nhưng mà đặc biệt á quý vị, ở trong cái lễ giao thừa đó, người ta cúng, ta không có cúng giấy tiền vàng bạc. Ai cúng giấy tiền vàng bạc á là người ta cử á. Tại sao cử giấy tiền vàng bạc? Ta nói là vong linh cô hồn á thích giấy tiền vàng bạc, cho nên cúng giấy tiền vàng bạc như là chiêu mộ cô hồn. Dân gian quan niệm thôi nghe, còn cái thực tế mình không biết làm sao. Thực tế thì đó là mình đâu có biết được, cho nên dân gian ta quan niệm vậy đó, nên ta không dám cúng giấy tiền vàng bạc nha. Ta cúng á là một cái buổi lễ đầy đủ thôi. Ví dụ như nhang đèn, hoa quả, nhang đèn, trà nước, bánh trái, vân vân. Nói chung là một cái lễ, ví dụ như là trái cây ngũ quả nè, rồi là nhang nè, rồi đèn cầy nè, nến á, rồi bông, rồi bánh trái, nước, rồi ta cúng rượu lễ, vân vân. Có người á ta cúng chay, có người cúng mặn. Đa phần á là thứ nhất á là người ăn chay ta cúng chay, người ăn mặn là cúng mặn. Có đôi khi người ăn mặn lại cúng chay, chứ ít khi người ăn chay mà cúng mặn. Thường là ăn chay ta cúng chay hết à, người ta không cúng mặn. Nhưng mà người ăn mặn á thì nhầm khi á họ nghĩ tới những cái ngày mà cúng ông bà vậy đó, nên á là họ cúng chay. Họ nghĩ là họ không có tu như ông bà mình á, giờ tu rồi, cho nên củ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp á họ tu hành, cho nên á là cúng chay thì nó hợp tình hợp lý, người ta cúng vậy. Cho nên á cái lễ Phật á mà cúng á mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà mình xem á là những cái căn bản, những cái căn bản. Cái thứ nhất á là bông, cái thứ hai là trái cây ngũ quả, cái thứ ba là nhang, thứ tư là đèn, thứ năm á là hoa, thứ sáu á là bánh trái, thứ bảy á là gạo muối, vân vân, đó là lương khô á. Nói chung là cái mâm cúng hàng ngày cũng là gần gần vậy đó, tức là cúng trên bàn thờ gần gần như vậy. Còn mình nguyện á thì nguyện ở trong nhà thì nguyện của quyền, ở ngoài á thì nguyện các cái vị thổ thần, thổ điện, thần hoàng, bổn cảnh, chư thần chư thánh, trực giảng năm tay năm bát. Cho nên á cái nghi cúng là nghi cúng chung thôi, chứ quý vị nắm là cúng nhà, cúng của quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên á ta nguyện á thường thường ta nguyện Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Rồi á là nếu mà nguyện hết chư thiên luôn là chín phương trời mười phương chư Phật, còn không á thì Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, các vị củ quyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp. Rồi có nhiều người á là người ta nguyện luôn cao tổ, tặng tổ, rồi á là nguyện luôn á là cả những cái vị nhỏ tới vị lớn ở trong củ quyền thất tổ của mình, nguyện hết. Còn bình thường này nguyện ông bà cha mẹ, củ quyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp là đủ rồi. Có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp tức là đời này đời kia, kiếp này kiếp kia, nhiều đời nhiều kiếp vậy là đủ. Còn ở ngoài trời á thì chúng ta nguyện á Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chư thành chư thánh, trực giảng đông tây nam bắc, rồi thổ thần, rồi á là thần hoàng bổn cảnh ngũ phương ngũ thổ, vân vân. Nói chung là rồi chiến sĩ chăn vong, đồng bào tử nạn, hạt sa ngã quỷ, thập vạn loại cô hồn, quý vị, tức là ở trong cái khu vực đất đai của mình thôi, chứ mình không nói là cúng hết tất cả trong khu vực đất đai của mình. Mình nguyện về hưởng tài hưởng lộc cái năm nay, gia hộ cho con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, tức là gia hộ cho mình điềm lành đem đến, điềm dữ mang đi. Tức là mình cúng cái đó, đó là để mình khử những cái trược khí, khử những cái tà khí ở trong nhà của mình. Do đó gọi là trừ tịch, nó là gì đó, người ta khử, người ta tống đi ra hết cái xui rủi của năm cũ, rước một năm mới đi vào, nên đó gọi là
đã cụ nghinh tân, có nghĩa là bỏ đi cái ở những cái gì mà xấu xa của năm cũ, đón tiếp những cái gì tốt đẹp trong năm mới. Cho nên người ta cúng ngoài sân trước và cúng nhà sau. Cúng nhà sau quá có nghĩa là đã cũng nghinh tân á, cúng ngoài sân trước cúng nhà sau. Nên nếu quý vị nhớ là mình cúng ở trong nhà thì cúng sau, cúng ở ngoài cúng trước, nhưng mà mình đợi tới cái giờ gọi là giờ giao thời giao thừa đó, thì đó là cái giờ Tý. Giờ Tý bắt đầu khoảng 11 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi theo thập thập địa chi á, tức là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi đó, 12 giáp, thì mỗi con giáp hiện diện với 2 giờ. Cho nên cái giờ Tý là 11 rưỡi cho tới 1 rưỡi thì chặng đó, nhưng đúng 12 giờ là giao thời đó, thì chính cái giao thời đó là người ta cúng giao thừa. Cho nên á, cái người mà cúng giao thừa xong á, quý vị, người ta cũng không quét rác nữa, người ta sợ quét rác ra ngoài đường á là tiền của đi luôn, đi tâu đi theo. Cho nên á, người ta giữ đó, người ta đóng cửa, người ta giữ lại, người ta không cho là tiền đi ra ngoài, người ta cúng giao thừa. Cái mục đích chính á là cúng giao thừa khi ông bà được rước vào ngày 30 chuẩn bị Tết đó, là đêm đó cúng giao thừa đó, thì ông bà là dắt trưa là người ta đã rước rồi, cái buổi lễ rước ông bà. Cho nên là khi mà cúng giao thừa xong đó là người ta cử nhiều cái của đầu năm mới. Ví dụ như là người ta cử là không có quét nhà nè, rồi người ta cử là không có đốt vàng bạc nè, rồi người ta cử là không có được cãi lộn nè, giờ đó nè, rồi là người ta cử là mình không có được quậy quạng nè, vân vân. Nói chung người ta cử tại sao, rồi người ta cử cái người mà nói năng gọi là không có mực thước, nói xui xẻo, người ta cử những cái lời nói gây ra xui xẻo, người ta cử cái đó. Cho nên á là đầu năm mới ta quan niệm là đầu năm mới bắt đầu từ cái gì thì từ đó với cuối năm nó cũng y chang vậy. Cho nên á là ta cử như vậy. Thì trong kinh Phật không có cái lễ cúng giao thừa. Lễ cúng giao thừa là một lễ của dân gian, tức là ở trong dân gian của mình đó, người ta nhiều đời nhiều kiếp trở thành cái phong tục tập quán của cái người Việt của mình để cúng giao thừa. Mục đích chính á, là cúng ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của Quần Thất Tổ để tri ân cái sanh thành dưỡng dục cù lao. Thứ hai nữa, cúng đất đai, thành hoàng bổn cảnh thổ địa, để cũng tri ân đã bảo vệ cái cục đất này được bình an cho mình sống. Còn cúng các cái hương linh, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hạ sang ngã quỷ, thập loại cô hồn đó, vân vân, để cho người ta có chút tài lộc mà cho những cái ngày Tết được vui vẻ. Nên ở trong nhà Phật á, quý vị, thì không có lễ cúng giao thừa ở trong kinh. Lễ cúng giao thừa là chỉ có ở trong dân gian mà thôi. Cho nên là theo nhân quả nghiệp báo, theo những lời trong kinh Phật dạy về tạo phước báo công đức cho một năm mới để mà được những cái điều tốt đẹp đó quý vị, thì cúng giao thừa đó quý vị thường hay người ta tụng kinh. Có nghĩa là lên nguyện, thắp nhang, nguyện hương xong rồi đó quý vị, thì người ta mới lên ta tụng kinh Phật. Tụng kinh Phật để làm gì? Để cầu an cho những người còn ở tại tiền một năm được đầy an lành, và những người nào thuộc về quá khứ thì được nhờ cái phước báo công đức của con cháu tụng kinh niệm Phật hồi hướng thì họ sẽ được giảng sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Cho nên ở trong Phật Pháp á quý vị, thì những người Phật tử đầu năm, nhất là cúng giao thừa là phải có cúng kinh Phật. Quý vị là không có cúng dài thì chúng ta cũng cúng Đại Bi Bát Nhã để hồi hướng, nguyện hương, cầu nguyện và tụng Đại Bi Bát Nhã để hồi hướng.
cho gia đạo được bình an. Tức là dùng câu kinh, cái tiếng kệ ở đầu năm để thay thế những buồn phiền hờn giận, những lời nói trách móc. Cho nên đó, tụng kinh Phật hay giao thừa là điều tốt nhất. Cho nên đó, là các cái chùa đó quý vị, linh cúng giao thừa thường hay người ta tụng một cái thời kinh ngắn cho Phật tử tụng theo và cho Phật tử lại. Nên hầu như chùa nào á là đêm giao thừa ta cũng tụng kinh chứ. Thì ở nhà mình cũng vậy, nếu mình ở chùa được thì quá tốt. Còn không ở chùa được á quý vị, thì chúng ta ở nhà. Dạ, mình tụng trang nghiêm thanh tịnh, lòng thành kính á, mình tụng kinh. Đó là cái thứ nhất. Để tạo phước lành đầu năm á quý vị, mình tụng kinh có Long Thiên Hộ Pháp Gia Hộ, mình tụng kinh á, quay thần của kinh Phật. Dạ, làm cho muôn loài phải kính nể cúi đầu. Cho nên đó mình tụng kinh đầu năm. Thì một năm khởi đầu cái gì là trong từ đầu năm tới cuối năm là cái đó. Ví dụ như xui quỳ xuống hết, hên hên hết. Đã quan niệm gì đó mình tụng kinh Phật. Có mười phương chư Phật thủ hộ, có chư thiên, có Long Thần hộ pháp ngày đêm gia hộ cho mình. Cho nên hãy cố gắng cái đêm giao thừa tụng những cái bài kinh ngắn để hồi hướng. Hồi hướng cho những người ở tại tiền được mạnh khỏe an lành tăng long phước thọ. Những người mà quá khứ tức là về với Phật á thì được trực giảng Tây Phương cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai nữa, quý vị muốn tạo công đức lành trong đêm giao thừa đó, quý vị chúng ta thành tâm lễ Phật. Lễ Phật thành tâm chứ không phải là lên lễ Phật. Lên lễ Phật ai lễ cũng được, nhưng thành tâm có người được người không? Như thế nào thì gọi là thành tâm? Thành tâm tức là cái lòng của mình hoàn toàn gửi đến chư Phật mười phương. Mình sám hối những cái tội lỗi mình gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới nay, do sáu căn mê lầm, ba nghiệp tối tâm, chẳng hay, chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con xin lại Phật cầu xin sám hối. Cuối năm cũ đã qua rồi, năm mới là đến. Nên đó, một lòng nguyện với mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho mình đó, là sám hối hết cái lỗi lầm của mình đã gây ra. Và chúng ta bắt đầu chúng ta lại Phật đầu năm. Cho nên người nào mà bắt đầu lại Phật đầu năm á, thì phước báo công đức nó tăng trưởng. Tại vì á, là đầu năm là khởi đầu của một năm. Và khi khởi đầu năm đó chúng ta bằng là chúng ta lại Phật, thành tâm, thành lòng, năm vóc gieo sát đất. Năm vóc gieo sát đất có nghĩa là đầu, hai tay, hai chân là năm vóc. Gieo sát đất là tiếp cận đất, hai tay hai chân và phần đầu tiếp cận đất để thể hiện sự tôn kính đối với chư Phật và chư Bồ Tát. Chúng ta một lòng tôn kính đối với quý ngài. Cho nên mình lại Phật vào đầu năm để tâm khiêm hạ tăng trưởng. Lại Phật vào đầu năm để nguyện cầu cho một năm được an lành từ đầu năm cho đến cuối năm luôn. Đầu xuôn đuôi lọt, xuôn hoặc là xuôi, xuôi chiều chứ không phải là xuôi xẻo. Đầu xuôn đuôi lọt, ai cũng mong là một năm như vậy cả. Cho nên cái việc mà lại Phật trong cái đầu năm giao thừa đó quý vị hết sức cần thiết. Nhưng mà nếu mà chúng ta đầu năm mà mình còn ngồi trước bàn Phật tĩnh tọa, mình thăm thiền,
hoặc là ngồi trước bàn Phật tĩnh tọa mà mình niệm Phật thì còn tuyệt vời nữa quý vị. Nghĩa là đầu năm giao thừa nghe, mình ngồi tĩnh lặng, trong lòng không giận, không hờn, không quán trách gì ai. Ở trên đời này ai không có lỗi, cho nên không giận, không hờn, không quán trách ai chứ nghe. Kệ đi, cái việc gì đến thì đến, việc gì đi thì đi. Nếu kéo mà chi cho đời đau khổ là chỗ đó thôi kệ. Ai đối xử với mình sao sao, nhưng mà mình đối xử tốt với mọi người là được. Nhiệm vụ của mình đó là đối xử tốt với mọi người. Còn mọi người có đối xử tốt với mình hay không tốt với mình thì tùy duyên đi, không sao cả. Nếu có đối xử tốt á thì tốt, mà không có đối xử tốt cũng không sao. Không sao chứ á. Cho nên á, mà ngày mà giao thời á, giao thừa quý vị, mình ta có cất cái câu niệm Phật bên đầu năm. Niệm bây giờ niệm Phật nào thì giờ mình thích, mình hợp với Đức Phật nào thì mình niệm Đức Phật đó. Dù như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đều được hết á. Cho nên nhằm khi mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được, hoặc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm gì mình niệm dài tới cái tâm mình á nó được bình an, phúc lạc, tĩnh lặng. Như vậy đó quý vị, là ông ta mật niệm Phật trong đầu năm á là tuyệt vời. Nhưng mà nếu á mà qua thời khắc giao thừa á quý vị, chúng ta mà phát tâm ăn chay ngày mùng 1. Ngày 1 khó ăn chay lắm, thịt kho tàu ha, trứng nữa ha. Rồi khô cá lóc, khô cá kèo, khô bổi, khô mực quá trời quá đất. Rồi là mắm tôm rồi, người ta thủ sẵn quá trời, khô đuối khô gì trời, không tủ luôn, còn thịt hộp nữa chứ. Thịt hộp hộp để tủ lạnh đó, đem ra là ăn thôi, hoặc là để ở bên ngoài rồi người ta hâm lại ta ăn, hoặc để gì người ta ăn thịt hộp. Cho nên ngày Tết á dễ béo lắm, dễ mập. Nên nếu quý vị á mà muốn không mập ngày Tết á, thứ nhất là giác sáng á, quý vị uống ly nước đây, ly nước lọc. Cái thứ hai nữa quý vị, dắt nước ép bưởi á. Tết mình mua bưởi gì để đồng dắt nước ép bưởi, chút nữa mình chưa uống ly nước ép bưởi, nghe. Là nó pha hết các cái mỡ mà mình ăn ngày đó, mỡ cặn mỡ thừa đó, nó pha tống ra ngoài. Và nhớ quý vị mua cái chai dầu ô liu nha. Mình chiên xào hoặc là ăn sống với cải đó, mình rưới ô liu lên đó, quý vị ô liu ăn tốt lắm á. Tan các cái mỡ xấu rồi là tăng các bổ sung các cái chất nó làm chung hòa. Hòa tan các cái chất là tan vitamin E đâu hay lắm, nhiều lắm, nhiều thứ lắm, nó dỗ liệu. Cho nên đó quý vị, Tết á là mình ăn tùm lum hết đó, rồi mập mỡ nóng đó, quý vị có nhiều người á là ăn Tết có 20 ngày thôi lên 4 kg. Và có nhiều người á ăn Tết có 20 ngày luôn á mà nó nổi ơi hột sòn đầy mặt hết trơn. Do ở dưới quê á quý vị ăn Tết nó có cái màn ăn hột dưa, rồi cắn hột dưa lóc cốc, rồi cắn hột dưa nguyên ký hột dưa, cắn đêm một sạch bách. Chịu gì nổi, cái bụng chịu gì nổi, ăn hột dưa vô nó nóng, sáng ra là đổ ghẹn mắt luôn. Cho nên á Tết gì Tết, vui gì vui cũng phải có ngủ ở trong đó. Quý vị ngủ ít gì ít cũng vài tiếng đồng hồ, có nhiều người thức sáng đêm luôn, ấu và nay luôn, bẹt mi năng luôn thôi. Nhất là người lớn tuổi có bệnh nền đó quý vị, vui cũng vui chừng mực thôi, đừng vui quá, vui quá quá vui trở thành xui. Cho nên phải ngủ, làm gì làm ngủ quý vị, ăn đừng ăn quá no, nhất là nhậu nha. Có nhiều người Tết vui đó, rồi đang bệnh gan tùm lum chân nhậu rượu cồn vô, người ta mời thôi Tết không sao đó, uống ly hai ly, uống nhầm, uống khi uống rượu cồn vô, uống chất độc vậy đó. Uống vô lúc đó thì mình làm sao,
Cho nên nếu quý vị Tết á thì là mình phải là phát cái tâm đầu năm á, là quý vị phát cái tâm ăn chay. Nếu người nào quý vị mà phát tâm ăn chay được đầu năm á là tuyệt vời lắm. Cái đầu năm á giống hệt như là mình thứ tha, mình khoan dung, mình độ lượng cho các cái con vật, vật người cùng một tánh linh mà. Cho nên đầu năm bữa một quý vị phát tâm ăn chay, ăn chay ít gì cũng ngày đi, có son thịt nồi thịt gì khép bỏ đó đi, hâm hâm lại đi, có nguyên nồi thịt mà dám ăn chay ngày đó quý vị, cái đó mới là hay nha. Vượt qua những cái gì mình yêu mình thích đó. Có thịt thà ngon lành mà dám phát tâm ăn chay công đức lớn. Cho nên ngày một vía Đức Di Lạc á quý vị, là người ta phát tâm ăn chay, ăn chay từ sáng tới chiều tối tới khuya luôn, ăn 24 tiếng đồng hồ luôn. À, quý vị ăn ngày Tết gì đó là ngon lành đó, chứ không phải chuyện bình thường đâu nha. Khó lắm, tại khó được giữ ngày đó lắm. Nếu mà muốn đi tới đây đó tới lui, ta không mời này người ta cũng mời cái kia, không mời kia người ta cũng mời cái nọ. Mà thường á sao mà Tết người ta mời bánh không. Có nhiều người ăn vị nể á, một người mời ăn một cái thôi, ăn tới trưa trong bụng toàn là bánh không, bánh ngọt nữa chứ, đường nó tăng ào ào luôn. Cho nên á mấy vị mà tiểu đường chút xíu nghe, Tết này cũng phải cử kiên kiên chút nha, chỗ nào cũng bánh ngọt sớt chừng đó. Ăn đi từ sáng ăn tới chiều, đo đường vô nó liệt kim luôn, đo gãy kim luôn. Cho nên là mình ăn ăn cũng phải biết từ chối, chứ không phải là mình muốn ăn ăn. Cho nên ai ngày đó mà phát tâm phóng sanh á, ngày một Tết á, đêm 30 giao thừa qua phát tâm phóng sanh á, là tuyệt vời lắm. Ăn chay rồi đi phóng sanh, phóng sanh các cái loài vật để cứu các loài vật về nơi an vui. Người ta quý vị thường hay là Tết người ta là phóng sanh ngày một qua giao thừa rồi là người ta phóng sanh các cái loài về cái nơi an vui. Nhiều phóng sanh thôi sao quý vị, là bắt đầu người ta học thêm một cái nữa, đó là học làm phước nha. Phóng sanh giờ người ta học làm phước, đầu năm mới bây giờ làm phước cũng có cúng dường và có bố thí đầu năm. Ví dụ như đầu năm vô là mình cúng dường, ví dụ thường ngày người ta đi thập tự đầu năm, hoặc là người ta đi cúng đầu năm đêm giao thừa người ta đi chùa. Cái này hay lắm nha, như chùa mình đây nè, cái đêm giao thừa đó thì tụng kinh xong thì có cúng hoa đăng. Cúng hoa đăng là cúng đèn đó, thả đèn ở trên bờ kinh đó, mình cúng hoa đăng, mình cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cho bản thân mình tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, người thân mình gia đình cũng vậy. Cầu bao nhiêu phước lành, bao nhiêu phước báo đó đem đến, rồi những cái gì mà hung, những cái gì mà xấu xa không có tốt đẹp được là bày trừ, được tiêu trừ hết. Nên người ta tập người ta làm phước đầu năm á, đi chùa người ta cúng dường bố thí, gặp người già cả ốm đau bệnh tật thì kể nên cho đi, cho khỏi hỏi thăm gì hết. Có nhiều người nghi ngờ là người này Tết là đi ăn xin đây, chắc có lẽ là người ta không phải nghèo khổ gì đâu, vân vân. Thôi 1-2 ngàn cái cho người ta đi điều tra cũng đâu có biết đâu, biết đâu người ta ở đâu. Thôi ngày Tết giống như lì xì đi, nghĩ đơn giản thôi, lì xì đi, kể đó, 1-2 ngàn dùm lì xì cho người ta. Cho nên á Tết đi thập tự á quý vị đi đông lắm, vui lắm. Có nơi á là đi cả chục, 20 xe, 50 chỗ ngồi, mới đi kéo đoàn. Tết đi vui. Nên á quý vị Phật tử đi các chùa
vào dịp Tết á, mình muốn mà cho có phước á thì mình cúng dường. À, muốn cho có phước mình lại Phật, muốn cho có phước mình niệm Phật, muốn cho có phước á là mình giữ gìn vệ sinh ở trong chùa, muốn cho có phước là thanh tịnh trang nghiêm khi người ta tới chùa. Nên quý vị thấy là cái đầu năm mới á, mình là làm phước như vậy đó, thì cái phước báo nó sẽ đến với mình từ đầu năm cho đến cuối năm luôn. Cho nên người ta tập làm phước, nhất là con cái nhỏ đó quý vị. Đi đâu đi nhưng mà tập đi chùa ngày, kể đi. Quý vị tập đi chùa ngày để cho biết cái thứ nhất á, là đầu năm theo cha mẹ quay quần gia đình, thấy vui không? Đi đâu đi, bạn bè gì bạn bè không cần biết, nhưng mà đầu năm phải bên cha bên mẹ, bên anh em sum họp gia đình. Chứ đừng có đầu năm cái con đi cách biệt phương trời, có biết ngày nào con trở lại, mẹ già ra đứng ngóng mòn mỏi trong con đến bao giờ. Rồi xong nào quý vị, bắt đầu hát cái bài xuân này con không về thăm mẹ rồi nha. Đọc thơ lâu lắm rồi con không về thăm quê cũ, tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nhà gia diết cũng đành thôi, rồi thêm năm nữa ở xa quê Tết diễn phương luôn. Hát cái bài vọng cổ gì, chiều nay án liễn trời cao mái đào vàng trên rẫy, nẻo ương mù xa dịu dởi, mẹ ơi xuân năm nay con sẽ không về. Sẽ không về tiếp. Quý vị giá nào cũng phải về đi quý vị, về nhà đi, gặp mẹ gặp cha gặp anh gặp em. Về nhà đi, có bắt đắc dĩ lắm kìa, kẹt lắm kìa, người ta mới không về. Chứ đừng có bao giờ mà đi với người yêu mà bỏ cha bỏ mẹ, thôi dắt người yêu về nhà cũng đâu có sao. Quý vị kể đi, có anh có em có cha có mẹ, có ông có bà, không tốt sao. Cho nên quý vị là Tết đó là Tết đoàn viên, cái Tết Việt Nam mình đó là Tết đoàn viên. Quý vị thấy là cái Tết cái người ta đi bạn xa nha, người ta đi về đón những cái người con mà xa quê xa xứ á, ta đi về. Quý vị biết á là ở dưới quê á, bây giờ lên các cái thành phố lớn như là Sài Gòn, như là Bình Dương, những cái nơi khu công nghiệp như công nghiệp Đức Hòa, công nghiệp Bình Dương, Sóng Thần đó nhiều lắm. Các nhà máy công nghiệp, khu công nghiệp á, tập trung tuổi trẻ đi hết ở dưới quê thưa người chứ nè. Còn người già trẻ em thôi, còn người lớn á là người ta đi, thanh niên thanh nữ á là người ta đi làm ở xa. Nhưng mà Tết á dầu dầu người ta cũng về. Quý vị bây giờ bữa nay bắt đầu về lai rai nên trên đường lộ á quý vị bắt đầu á là hơi bị đùng xe champagne rồi đó, rồi á là kẹt xe rồi đó. Nên có những khi á quý vị về á, trước khi Tết về quê trên đường mà mình đi về tỉnh á là kẹt cứng xe. Nhưng mà qua Tết rồi thì xe với tỉnh đi về xe Honda thấy khủng khiếp, xe Honda đèo nha, đứa con rồi á, là cái son cái nồi cái chảo ngoài trước rồi ba lô ngoài sau ngay giữa đứa con, còn hai bên thêm hai con chó nữa chứ. Rồi một chiếc xe Honda mà chạy chở đồ bằng chiếc xe hơi luôn. Còn về Bến Tre còn đem dừa đồ lên nữa, về Cà Mau á, còn đem bắp đồ lên nữa. Quá trời chất, từ trên chất xuống thấy xe tội nghiệp luôn, nó muốn quan gì niền người ta luôn. Quý vị, nhưng mà từng đoàn đi á, trên là quốc lộ á, quý vị đi về quê đó là nói lên gì, tức là quê hương mà, ta trở lại quê nhà quê hương. Cái Tết đó là Tết đoàn tụ và gia đình, cho nên nó về với gia đình đó quý vị, thì có cháo ăn cháo rau rau, nhưng mà thường thường ta bót ít tiền. Khi Tết ta về ta lì xì, hoặc ta mua quà mua cáp cho mọi người cả năm trời xa vắng thôi. Bây giờ mình về là có chút quà cho người này, chút quà cho người kia, có tiền lì xì cho mấy em nhỏ lớn. Cho nên quý vị
làm gì làm cũng ngót, chứ đừng có làm xài hết. Rồi khi Tết mà về quê á, dạ, không có chút nào á để tặng quà cho người này người kia á, coi vậy chứ nó cũng không hay. Cho nên nhầm khi Tết ta ngán về cũng lạ chỗ đó, chỗ phải lì xì nhiều người, rồi á là phải mua quà cho nhiều người. Dạ, nhưng mà cái đó cũng là cái mà cái nghĩa cái tình quý vị. Cho nên đừng có tính toán quá, tiền á xài nó cũng hết thôi. À, cũng đừng tính toán quá, nhất là tính toán với người thân của mình á, mình đừng tính toán tội lắm. À, quý vị, người thân mình thôi tính toán cái gì. À, Tết mà tiền để làm gì cũng để xài thôi, chứ để làm cái gì, mình nghĩ cho tận cùng của nó. À, tiền để làm gì cũng để xài thôi. À, chứ có để làm cái gì. Con người ta còn thở, tiền trên thế gian còn vậy mà hết thở thì tiền ở trên thế gian cũng không lạ gì. À, khi mình còn trên thế gian này thì tiền quý trọng thiệt. À, tiền nó quan trọng thiệt, tiền quý thiệt. À, nhưng mà hết ở trên thế gian này là tiền còn quan trọng, còn quý nữa chứ. À, quý vị. Đâu ăn, đâu xài, đâu mặc nữa đâu. À, mà quý. Cho nên á, cái giao thời giữa năm cũ và năm mới, muốn điềm lành mang đến, điềm dữ nó mang đi. À, thường thường ta nhớ. À, trong một năm cái gì mà xui xẻo nha, cái gì á, mà gọi là trong nhân gian kêu một câu gì số quẩy. À, rồi những cái á, mà nghịch ý nghịch lòng, những cái á, mà đem đến cho ông ta bao nhiêu phiền não phiền muộn ở trong đời, như là cuối năm đó mình cúng giao thời, cúng giao thừa, mình nguyện mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát từ bi gia hộ, củ nguyên thất tổ ba đời bảy kiếp bảy đời chín kiếp á, rồi à, là cụ tổ cao tổ tằng tổ, à, rồi tiên cô tổ cô, à, thượng tổ, à, từ bi gia hộ, à, cho mình có một cái dũng chí hùng tâm ở trong cái năm mới này, làm ăn phát đạt, tất cả cái xui xẻo đều đừng đến với mình. Anh nguyện vậy thôi. Chứ xui xẻo đến với mình đó là quả của nghiệp. Cho nên nhân của nghiệp, muốn biến quả của nghiệp phải có duyên, phải có duyên của nghiệp để cho nhân của nghiệp biến thành quả của nghiệp. Cho nên mình đừng đến cái chỗ ác. Chỗ ác tức là cái chỗ nguy hiểm, gọi là chỗ ác. Tết phải tránh thì tránh nước, tránh lửa. Chỗ nào lửa cháy tránh xa, chỗ nào nước tránh xa. Chứ Tết đừng có rủ nhau đi bơi hồ, bơi dĩ trận. À, quý vị. Cái hồ bơi nhỏ nhỏ thì được, ý nói là cái hồ lớn á, cái sông á, mà cái đó nguy hiểm lắm. Nhất là ngày Tết mấy em nhỏ nhỏ đừng có bơi lội đó. Còn hồ bơi của mình thì không sao, hồ bơi đó là người ta an toàn. Chỗ nào người ta cũng có security. Hồ bơi á, còn ý nói là cái hồ lớn, không có gì, chúng ta đừng bơi qua sông qua hồ. Rồi chỗ nào đánh lộn, đánh lạo, chỗ nào bài bạc rượu chè đó, có gì, thì người ta dạt ra một chút xíu à, thì nó sẽ bình an thôi. Cho nên nó bình an lớn nhất á, là bình an ở trong nội tâm của mình á. Cho nên Tết đó cũng đừng quên tu. Tết vui cỡ nào vui, tối về trước khi đi ngủ cũng ngồi có một thời công phu, ngày hai thời lẳng lặng công phu, diệt chi dù quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Dầu bận cỡ nào bận cũng ngồi đó quý vị. Nếu ai tu thiền hít thở, hít vào rồi biết hít vào, thở ra rồi biết thở ra, hít vào dài rồi biết hít vào dài, thở ra dài rồi biết thở ra dài. Ai tu tịnh độ á quý vị, thì một lòng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm bình thường thôi. Còn niệm theo kiểu hay hay cũng được, Nam Mô A đó cũng được, hay là niệm kiểu Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Nói chung có danh hiệu Đức Phật và bình tâm tỉnh trí để giữ cho cái tâm thanh tịnh trang nghiêm là được. Nên đó quý vị, chúng ta mới thấy cái sự bình an ở trong nội tâm của mình nó quan trọng hơn hết tất cả các cái. Nhằm khi chúng ta mất bình tĩnh bởi cái này, mất bình tĩnh bởi cái kia, nó không có đáng.
Là tại vì tất cả cái trên đời này không có cái gì để đáng cho mà chúng ta phải đánh mất đi cái tâm thanh tịnh của mình. Cái tâm thanh tịnh đó mới chính là cái sự bình an thật sự của mình. Còn tất cả các cái khác có nó cũng mất thôi. Chứ nó không còn hoài với mình, không còn hoài thời gian. Cái gì nó có cũng mất hết trơn. Ở trên đời này không có gì mãi mãi thời gian hết. Nó có rồi lại mất, nó có rồi lại mất, không bao giờ cái gì mà vĩnh viễn với thời gian hết. Cho nên chúng ta hãy nhẹ nhàng, hãy thanh thản đó với nó đi. Đừng làm cho nó khổ, đừng làm cho nó sầu. Cái gì kệ, mình bỏ 9 làm 10 đi. Cho Tết đó, bắt đầu mình phát nguyện. Từ cái đêm giao thừa đó mình phát nguyện. Thứ nhất là không cãi với ai chứ, ai cãi cãi nhịn. Thứ hai á quý vị, đừng có bắt chẹt ai hết. Ai làm gì đi nữa thì đầu năm đầu tháng tha. Còn cái này nó nghe, người ta cử đầu năm được mượn nợ nha. Mượn nợ là đầu năm cuối năm là nợ miết đó, xui lắm à. Cho nên hãy thủ sẵn mớ tiền để đó nha, đừng cái đầu năm không đi mượn tùm lum hết trơn á là không được cho nên nó đó cử trong dân gian. Nên đó quý vị, nên điều mà mình tha được cho người ta thì mình tha. Để thứ ba là muốn giúp ai được thì giúp, đủ điều kiện cứ giúp, đủ điều kiện cứ giúp. Tức là mình có thì mình đã giúp sẵn lòng. Đừng có bao giờ mà mình dung dằn cả kể nó đi. Không bao giờ. Phát nguyện lên là đầu năm đầu tháng mình phát nguyện. Còn đầu năm đầu tháng phát nguyện tu hành. Quý vị, người ta phát nguyện nhiều cái phát nguyện đầu năm đầu tháng, thì những cái phát nguyện tốt đó nó trở thành cái điểm son ở trong cái năm đó, nó tạo thành những cái phước lành đối với mình. Nhờ cái sự phát nguyện đó, nó tạo thành cái phước lành đối với mình. Cho nên mình hãy phát nguyện càng lớn càng tốt ở đầu năm đó quý vị. Cho nên cái giờ phút giao thừa thiêng liêng nó tẩy trượt. Nhưng mà ví dụ như mình tẩy bằng rượu, mình là tẩy bằng hương trầm, hương đốt, hương bột, hương thoa. Nhưng mà mình tẩy tâm á, cái đó mới là cái quan trọng. Mình tẩy cái ô uế trong tâm của mình á, tức là những cái tâm gì đen tối, mình muốn thực hiện một hành vi gì đen tối ở trong những cái ngày Tết đó, quý vị, chúng ta hãy bỏ nó qua đi. Hãy tẩy trừ nó đi, hãy diệt nó đi, hãy bỏ nó đi. Thì cái đó mới là cái bình an thật sự ở trong lòng của mình á. Cho nên mình cúng giao thời, cúng giao thừa là mình muốn trừ tà sát quỷ, những cái tà khí, những cái là yêu ma quỷ quái trong gia đình, mình muốn thảy ra, tống ra ngoài, tiêu trừ hết. Để trong gia đình mình chỉ còn là những cái điều tốt đẹp, những điều thiện lành, những cái điều mà đem đến cho mình thật sự là bình an ở trong cuộc sống. Cho nên tâm bình an thì thế giới nó sẽ được an bình. Cho nên đầu năm phải phát tâm tha cho người ta, mình phải phát tâm mình giúp đỡ đời, phát tâm mình tu tập. Đó, quý vị. Nên đầu năm mình phát liền tại chỗ đó. Khi mà cái tâm tốt của mình nó khởi lên, cái tâm tốt của mình nó là khởi lên, thì tất cả những cái mà nó đu theo cái tâm để mà sanh ra đó, nó sẽ đoạn trừ. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng ngày dạy tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, còn tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Cho nên đầu năm quý vị tu tâm dưỡng tánh là điều tốt nhất. Dạng sự khởi đầu nan mà. Cho nên tất cả đều bắt đầu từ một cái năm mới. Mà năm mới là từ cái chỗ giao thừa, giao thời đi qua. Cho nên năm nay giao thời
qua từ năm á, con trâu ấy, con cọp dần sang năm con mèo. À, cho nên tuổi con cọp á, tại dưới quê người ta cử, người ta không chịu nói tuổi con cọp đâu, nữ á, nói là tuổi con mèo, mèo lớn. À, còn con mèo á thì người ta nói tuổi con mèo. Cho nên á, con mèo á, con cọp á thì một năm dữ dằn, con cọp dữ lắm, chúa tể sơn lâm mà. À, dữ lắm, một năm dữ dằn sóng gió. Nhưng mà năm mèo này chắc sướng à, ổng là tối ngày á là nằm không á, mà mèo á ổng tối ngày ổng đi ngao ngao, ổng đi nằm không, không có làm gì hết trơn á. Có mấy con mèo nuôi trong gia đình nhà có gì, không có bắt chuột mà không bắt gì, mèo ăn chay à, cho nên không bắt chuột nữa, ổng đâu có làm gì đâu, ổng không có làm chứ á. Tối ngày ổng đi ổng gặp ai ổng dựa đó à, trong dân gian gọi một cái từ gì mà nghe thấy nó cũng à, gọi là tiếu từ gì phè phởn à, ông mèo là ăn rồi là tăng ký rồi là phè phởn à, nên năm nay á, là năm mèo, không biết phè phởn nổi không. Cho nên một năm mới á, là mọi sự điều mới, những cái gì mà cũng không tốt á, quý vị mới bị bỏ qua đi, phát nguyện bỏ qua hết à, cho nên á, giao thời thời khắc cũ giao qua thời khắc mới này hả quý vị. Nên ở trong lòng á, còn giận, còn hờn, còn ghét, còn thù, còn oán gì đó, người ta đã bốc ra luôn à, ngay chân buổi giao thừa đó, lên trước bàn thờ Phật nguyện với Phật à, con nguyện không tâm không giữ phiền não, giữ phiền lòng, không giữ ghét ghen ai, giận hờn ai, giận dữ lắm, giận con, giận bà vợ, giận ông chồng, giận dâu, giận dữ lắm, nó làm cho mình khổ. Cho nên giận dữ lắm, nhưng mà thôi, tha à, quý vị, thì cái đó mới là cái bình an thật sự ở trong lòng mình, mà mình sẽ được hướng tới ở trong cuộc đời à, quý vị. Cho nên đó, quý vị là hãy tha cho người ta đầu năm, nhất là thời điểm giao thời giao thừa, ra hứa với Phật à, là mình tha cho người ta. Mình năm nay mình sẽ làm việc thiện nè, việc lành nè, năm nay dứt phát không làm việc ác nè, việc ác là bỏ qua hết à, việc thiện việc lành đó thì mình làm nè đó. Cho nên đó, mình hứa với Phật đó là năm nay mình sẽ làm rất nhiều điều à, tốt đẹp đến cho mọi người à, để cho mọi người á đều được à, bình an. Ai gặp mặt mình á thì cũng như gặp Bồ Tát đó, như một tàn cây bóng mát che chở cho mọi người. Ai gặp mình á thì cũng được nhẹ nhàng, cũng được thanh thản. Vậy lòng từ, lòng thương yêu của mình tỏa khắp, tỏa sáng à, tỏa rộng ra tất cả mọi nơi à, nếu làm được như vậy đó quý vị, thì cái cúng giao thời giao thừa nè, nó qua một cái, một kỷ nguyên mới, qua một cái năm mới, nó sẽ để lại sau lưng tất cả những à, những cái nếu trong lòng của chúng ta chịu buông à, chịu xả. Cho nên nếu mà có buông à, có xả quý vị, thì trăm ngã đều lành đó quý vị. Nhớ là có buông có xả, trăm ngã đều lành. Không buông không xả quý vị à, không thành mai sau. Cho nên đó, đầu năm đó, học buông học xả, tĩnh tâm. Cái gì quá khứ cho nó qua đi, đừng có bao giờ tri cứu nữa. Tuy là chúng ta không đồng ý, chúng ta không đồng tình, nhưng mà thôi, hãy bỏ à. Thầy trả lời cho quý vị câu hỏi người ta nghĩ nha. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi, xin thầy từ bi chỉ dạy. Làm sao biết được pháp môn nào phù hợp với căn cơ của mình? Có phải là khi thực hành à, mình thấy được lợi lạc từ đó, hay là pháp môn mình thấy thích và dễ hiểu? Con chỉ ân thầy. Thực ra quý vị nên á, học pháp à, học nhất là học Kinh Nikaya, học A Tỳ Đàm, đọc các cái sách căn bản như Phật học phổ thông, tám quyển sách quý đó, bước đầu học Phật à, dần dần để chúng ta thấy được cái bản đồ tu Phật á. Rồi từ đó chúng ta sẽ hiểu
Cái pháp nào phù hợp với mình không phải là tu thử đâu. Mình phải hiểu mới tu, chứ tu thử không hiểu thì tu cũng vậy thôi. Tâm mình đâu có hiểu. Cho nên chúng ta học pháp hiểu pháp. Hiểu pháp nghĩa là gì? Hiểu pháp khai thị, tức là những điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta thấy cái đời vô thường, nên đó mình sẵn sàng buông bỏ mình tu. Thứ hai là pháp thực hành, là kỹ thuật tu tập đó. Ngồi thiền sao, tụng kinh sao, niệm Phật sao. Cho nên đó, dĩ nhiên có pháp phù hợp với mình, nhưng mà pháp nào mình hiểu mình mới thử pháp đó trước. Chứ pháp không hiểu đừng thử. Đừng có a vua thấy người ta tu cái mình nhảy vô. Thấy người ta tu mật bắt ấn rồi mình nhảy vô mật bắt ấn mà không biết cái gì hết trơn. Cái gì phải tìm hiểu, phải hiểu nó là cái gì. Và chính những cái mà chúng ta hiểu đó thì đem vào trong tâm của mình á, thì mình mới hiểu được. Từ hiểu được nó mới thực hiện theo cái hiểu đó mà nó đi. Có nghĩa là tâm của mình theo cái sự hiểu của mình mà đi. Tức là mình biết đường mới đi đó, không biết đường sao đi. Cho nên hiểu hai cái lớp, hiểu mà thức và hiểu ở trong tâm sâu thẳm trong tâm hồn, thì tâm mình nó hiểu được là như vậy. Này, câu 2, đêm giao thừa năm nay thầy có lên Zoom quay video đón Tết trực tiếp như năm trước không để con theo dõi? Nếu quý vị muốn theo dõi trực tiếp chùa thì thầy quay thôi, đó dễ mà nó có gì đâu. Bộ năm trước có trực tiếp hay quên này? Thầy cũng quên. Mà năm trước có ai có vô không, phải là ở ngoài không? Còn nếu mà trực tiếp thì thầy trực tiếp chứ không có gì. Ơi thầy cũng bận chút việc ha, chúng ta nghỉ sớm chút xíu ha. Và chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nhắc quý vị luôn là chùa mình không có bán thuốc, người ta lập ra trang giả danh thầy để bán thuốc thôi. Có gì quý vị liên hệ văn phòng chùa, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân với nhà hảo tâm đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Bữa nay á, là mình phát quà tới 3-4 nơi lần. Có nghĩa là ở Đa Phước, rồi á, là ở Quy Đức, rồi đó là ở Phạm Văn Hai, ở Vĩnh Lộc và các cái xã Tân Kiên nữa. Bữa nay phát quà nhiều ở Bình Chánh, ngày mai mình phát quà một ngày ở Bến Tre, ngày mai mình phát quà gần 2.000 quà phần quà ở tại Bến Tre, là ngày mai sáng mai thì phải đi sớm để phát quà, còn phát liên tục luôn tới gần Tết luôn á. Cho nên năm nay thấy người ta thôi kệ đi, năm nay khó khăn mấy năm trước thôi mà mình cũng nhịn ăn nhịn mặn chút xíu, mình chia sẻ thương yêu với mọi người thôi kệ đi. Tết nhất mà tính toán so đo làm gì, thôi kệ đi. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang 10 phương chư Phật. Cũng không có quên là quý vị là đóng góp ủng hộ xây dựng sửa chữa chùa, và nhất là điện Phật Đa Bảo chúng ta đang hoàn thành đó. Bữa nay chúng ta về điện Phật, xin mời quý vị nguyện đem công đức này hướng về